Và các bạn, thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin hôm nay, mình lại cập nhật tiếp thông tin và diễn biến mới về vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay thì trên rất nhiều các trang báo, mà đặc biệt là trang báo Công an Nhân dân, cũng nhắc nhở đến tên tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Thưa quý vị, trong suốt thời gian điều tra và khởi tố bà Phương Hằng, thì mới đây cơ quan chức năng trong khi mở rộng điều tra thì khởi tố thêm 3 đồng phạm là 3 trợ lý đắc lực của bà Phương Hằng. Việc mà tại sao cơ quan chức năng đến giờ này vẫn chưa khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim? Đây cũng là một hai nhân vật đắc lực và cũng là một trợ thủ đắc lực giúp sức cho bà Phương Hằng, có thể là liên quan đến tội đồng phạm, nhưng vì sao cơ quan vẫn còn đang điều tra và chưa khởi tố vụ án đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, là người đã trực tiếp và có thể là sánh vai cùng với bà Phương Hằng trong suốt hành trình tạo ra cái drama hơn 12 tháng để công kích xúc phạm đến rất nhiều người. Có thể rằng chúng ta thấy rất rõ vai trò và trách nhiệm của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đối với bà Phương Hằng trong vụ án này, là một nhân vật cũng rất là tích cực và cũng là một cái mốc xích quan trọng. Cho nên cơ quan chức năng có thể điều tra kỹ lưỡng và làm rõ thực hư về vấn đề này. Chúng ta thấy rất rõ, nếu như vai trò đồng phạm của ba đồ đệ của bà Phương Hằng, thì chúng ta thấy rằng so với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này là một người gánh trọng trách nặng nhất trong vụ án này, có thể liên quan đến tất cả các vấn đề, từ việc ông là đại diện cho pháp lý, hỗ trợ và cố vấn pháp lý cho bà Phương Hằng, nhưng lại dẫn dắt sai dư luận lên xuyên tạc, đưa những cái thông tin trái ngược với quy định của pháp luật, dẫn dắt dư luận. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với trách nhiệm và vai trò để gọi là đồng phạm, thì vị tiến sĩ Đặng Anh Quân này là một vai trò có thể là nặng hơn ba đồng phạm kia. Nhưng đến giờ này tiến sĩ luật Đặng Anh Quân vẫn chưa bị xử lý. Có thể là cơ quan chức năng sẽ làm rõ về trách nhiệm và hành vi, và có thể mở rộng điều tra cụ thể riêng đối với tiến sĩ Đặng Anh Quân này. Và hôm nay thì trên trang báo Công an Nhân dân này, một lần nữa như muốn nhắc nhở và cũng là một gáo nước tát thẳng vào tiến sĩ Đặng Anh Quân này. Mình xin cập nhật thông tin từ tờ báo này rồi chúng ta cùng chia sẻ thêm nha quý vị và các bạn. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, nói về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đến giờ này vẫn chưa bị xử lý. Đây là một câu hỏi từ trang báo Công an Nhân dân đặt ra, là một dấu ấn cho chúng ta cũng cảm thấy rằng tại sao đến giờ này cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố, có nghĩa là không khởi tố mà họ muốn khởi tố về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này với một cái vai trò trách nhiệm cao hơn ba trợ lý kia. Công an Nhân dân đã thông báo vụ án Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đã được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, khởi tố 3 bị can là trợ thủ đắc lực giúp sức cho bà Phương Hằng vi phạm pháp luật. Riêng về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, với tư cách là cố vấn pháp luật cho bị can Nguyễn Phương Hằng, vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Các bạn thấy không? Như vậy về cái vai trò của tiến sĩ luật Đặng Quân, chúng ta thấy rằng vừa là khách mời, vừa là cố vấn pháp luật cho bà Phương Hằng, vừa là người trực tiếp trong các buổi live stream công kích, tấn công, nhục mạ, xúc phạm đến rất nhiều người. Trong đó điển hình gần đây nhất là buổi live stream xúc phạm đến gia đình của Vy Oanh, nhà báo Hằng Ni, rồi nhà báo Đức Hiển, rất nhiều rất nhiều. Trong đó thì nhân vật tiến sĩ Đặng Anh Quân này vừa là hỗ trợ pháp lý, vừa là hùa theo bà Phương Hằng, đưa ra những dẫn chứng có thể là mang tính chất vu khống để quy chụp và xúc phạm miệt thị đến rất nhiều người. Cho nên cái vai trò của tiến sĩ luật này rất là nghiêm trọng. Đến giờ này thì cơ quan chức năng vẫn còn đang điều tra mà chưa đưa ra khởi tố. Vì sao lại chưa bị khởi tố? Chúng ta cũng đã thấy vào cuối tháng 11 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ tại quận 1, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về việc vi phạm pháp luật, gia hạn thêm 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 2 bị can Nguyễn Phương Hằng
gia hạn tạm giam để mở rộng điều tra. Trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ để đề nghị truy tố từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu hồ sơ thì Viện Kiểm sát cho rằng nhiều vấn đề cần phải làm rõ, nhất là đối với các cộng sự giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng phạm tội, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm. Chính từ điều này mà cơ quan điều tra quyết là không chấp nhận đơn yêu cầu xin được tại ngoại và đóng vào 10 tỷ của con trai bà Phương Hằng. Chúng ta thấy rất là rõ về việc đối với bị can Nguyễn Phương Hằng được liệt vào danh sách là một bị can bị cáo đặc biệt trong vụ án này, cho nên cơ quan chức năng điều tra rất là rõ. Trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận đơn đề nghị truy tố từ cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu thì Viện Kiểm sát cho rằng nhiều vấn đề cần phải làm rõ, nhất là đối với các cộng sự giúp sức bị can cho Nguyễn Phương Hằng. Theo nội dung vụ án thì vào khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản của mạng xã hội như YouTube, TikTok, Nguyễn Phương Hằng và các cộng sự đã tổ chức nhiều buổi livestream đề cập đến nhiều vấn đề với các nội dung khác nhau, chuyện về bí mật đời tư cá nhân có tính chất nhục mạ, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của rất nhiều người. Trong quá trình điều tra thì từ tháng 6 năm 22, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi. Đây, chúng ta thấy rất rõ, năm nhân vật này thường xuyên được các mặt báo đăng tải và nêu tên rất nhiều lần trong khi mở rộng điều tra đối với bà Phương Hằng. Nhưng về vai trò đồng phạm thì chúng ta thấy rằng riêng ông Đặng Anh Quân đã gánh một cái trọng trách có thể là gần ngang hàng đối với bà Phương Hằng, nhưng vì sao đến giờ này vẫn chưa được khởi tố? Có thể là điều tra thêm tất cả những diễn biến khác cụ thể hơn trong vai trò là đồng phạm đối với ông Đặng Anh Quân này. Vào ngày 1 tháng 12 thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, tạm quản xuất cảnh đối với 3 bị can để giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi 39 tuổi là trợ lý của bị can Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà 30 tuổi là nhân viên của công ty cổ phần Đại Nam, và Huỳnh Công Tân, bà 28 tuổi là trưởng phòng truyền thông của công ty cổ phần Đại Nam, để điều tra về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức và cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa khởi tố ông Đặng Anh Quân. Tiến sĩ luật hiện đang là giảng viên của một trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vai trò của ông Đặng Anh Quân là cố vấn pháp lý giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì ông Quân còn có nhiều hành vi phản cảm và vi phạm pháp luật khác trong quá trình giúp sức đắc lực cho bị can Nguyễn Phương Hằng livestream. Cũng trong với vai trò đó thì còn có luật sư Nguyễn Đình Kim. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng trong hai nhân vật được mệnh danh là luật sư bảo vệ pháp lý cho bà Phương Hằng thì sĩ luật Đặng Anh Quân là người hàng đầu, còn ông Nguyễn Đình Kim là luật sư chỉ hỗ trợ và cũng là một cộng sự, cũng là khách mời ít thường xuyên xuất hiện hơn đối với ông Đặng Anh Quân. Cho nên trong cái vai trò đồng phạm này thì ông Nguyễn Đình Kim chắc chắn là cũng không thể thoát khỏi, nhưng về cái trách nhiệm liên quan đến vụ án thì có thể là ông Nguyễn Đình Kim này nhẹ tội hơn, vì ông ít hay xuất hiện trong các buổi livestream và những lời lẽ công kích miệt thị của ông thì ít được công khai, ít được nêu rõ, cho nên có thể là vai trò đồng phạm thì đối với ông Kim này có thể là nhẹ hơn. Chúng ta thấy rằng trong các buổi livestream công kích thì ông Kim này rất kiệm lời nói, có nghĩa là hạn chế và ít phát biểu, ít cổ xí hơn ông Đặng Anh Quân. Còn riêng với ông Đặng Anh Quân thì thường xuyên sánh vai cùng với bà Phương Hằng trong tất cả các buổi, và ông này cũng thường hay sướng lên nhiều cái câu phát ngôn rất là phản cảm, xúc phạm đến rất nhiều người theo
có nghĩa là hùa theo bà Phương Hằng. Khi bà Phương Hằng công kích tấn công một ai thì ông Đặng Anh Quân này lại đệm theo, lại hùa theo. Ngoài việc cổ xí tạo cái niềm tin, tạo sự tự tin cho bà Phương Hằng thì ông cũng có phản biện, ông có đưa ra nhiều cái nhận định lập luận mang tính chất vu khống và quy chụp nhiều cá nhân, cho nên rất nhiều đơn cũng đã tố cáo đến ông Đặng Anh Quân này rồi. Riêng về trách nhiệm thì ông Quân này cũng là đồng phạm. Theo các đơn tố cáo và tố giác tội phạm của các bị hại thì trong đó có ca sĩ Vy Oanh đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân như luật sư Nguyễn Đình Kim với vai trò là đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, về tội vu khống làm nhục người khác. Trong đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh cho rằng trong các buổi livestream tham gia cùng với bà Phương Hằng thì ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý, hoặc nếu có cũng chỉ là suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực. Đây, Vy Oanh trong đơn tố cáo cũng xác định rằng ông Đặng Anh Quân này nhân danh là một luật sư nhưng lên ngồi với bà Hằng thì không chia sẻ pháp lý, nhưng lại đưa ra những cái nhận định mang tính chất là vu khống và xúc phạm đến nhiều người. Và những thông tin ông Quân đưa ra là chưa được kiểm chứng, và mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra phần lớn là thời gian ông Quân tham gia cùng với bị can Nguyễn Phương Hằng là để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần cũng như giúp sức củng cố cho quan điểm sai trái của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Quân cũng đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi. Đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh cũng nêu rõ những vấn đề như vậy. Theo bà Vy Oanh thì hành vi của những cá nhân nêu trên có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định thay tại Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bà Kim Oanh, bà Oanh cũng kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra và đưa ra truy tố xét xử những cá nhân trên. Tương tự thì bà Đặng Thị Hằng Ni cũng có đơn tố giác đề nghị khởi tố đến ông Đặng Anh Quân. Riêng về tiến sĩ Đặng Anh Quân này thì có rất nhiều đơn đề nghị yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố hình sự đối với ông Quân này. Với việc khởi tố ba trợ thủ đắc lực giúp sức cho bà can Nguyễn Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các bị can này đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện các hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định hành vi của bà Lê Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân kéo dài, phạm tội nhiều lần và chỉ dừng lại khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về hành vi của các cá nhân liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật, để kể cả các cá nhân là khách mời, là các YouTuber đã đăng tải và chia sẻ các video xúc phạm đến danh dự mà bị can Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn. Cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, khi có kết quả thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Rõ ràng, rất là rõ ràng, trong số các đối tượng khách mời này thì luật sư tiến sĩ Đặng Anh Quân nổi lên như một nhân vật giúp sức rất là tích cực và tiếp sức đắc lực cho bị can Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật. Ngoài việc hỗ trợ pháp luật thì ông này tích cực vừa hùa theo, vừa vỗ tay, vừa cười cợt, vừa thể hiện cái sự phấn khích khi bà Phương Hằng công kích một ai đó. Điều này cho chúng ta thấy rằng thể hiện rõ cái sự công kích để cho bà Phương Hằng có đủ tự tin, đủ mạnh dạn để tấn công nhiều người. Đáng lưu ý nhất thì chúng ta thấy rằng trước khi bắt tạm giam thì trên trang Facebook cá nhân của trợ lý Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Công Tân có thông báo là sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu trò chuyện tiếp trong talk show với chủ đề là nghịch lý và đạo lý.
tại trường đua Đại Nam vào khoảng 18 giờ vào ngày 26 tháng 3. Talk show có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Nhưng trong khi thông báo là talk show này tổ chức vào ngày 26 tháng 3, thì ngày 24 tháng 3, bà Phương Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Như vậy, nếu như mà chưa bắt bà Phương Hằng thì tiếp tục ngày 26 tháng 3 này sẽ có sự có mặt của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này, sẽ tiếp tục công kích và tấn công nhiều người nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng hành vi của bà Phương Hằng cùng với đồng phạm là tiếp diễn rất dài, nhiều lần, nhiều thời gian và nhiều nơi, công kích rất nhiều người, thể hiện hành vi vi phạm pháp luật một cách có tổ chức và có hệ thống. Đây, chúng ta thấy rất rõ điều này. Cho nên là chúng ta còn nhớ là trước ngày bà Phương Hằng bị bắt thì trên trang Facebook của Hà Lê, Công Tân cũng chia sẻ thông tin là sẽ chuẩn bị một talk show rất là lớn tham gia giao lưu tại trường đua Đại Nam với sự có mặt của tiến sĩ Đặng Anh Quân vào ngày 26 tháng 3. Chưa kịp thể hiện cái talk show này thì bà Phương Hằng đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng có thể sẽ xử lý tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này. Theo luật sư Ngô Quỳnh Phương Thảo, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ca sĩ Vy Oanh, cũng từng cố vấn và chia sẻ những thông tin về việc tiến sĩ Đặng Anh Quân trong 19 video đã có hành vi xúc phạm đến danh dự của ca sĩ Vy Oanh và nhiều cá nhân khác. Riêng đối với Đặng Anh Quân thì trong 19 video mà cơ quan chức năng đã lọc ra, theo luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đối với trợ lý như là khách mời cũng tham gia với bị can Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream, nếu như điều tra phát hiện có sự bàn bạc thống nhất giữa bị can Hằng và những người này về việc dùng các lời lẽ khiếm nhã xâm phạm đến đời tư của người khác, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bịa đặt, để xuyên tạc, để lăng mạ, lạm dụng truyền thông và lan tỏa những thông tin sai sự thật, thì cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự với vai trò là đồng phạm. Dư luận cũng đã hết sức ngạc nhiên vì sao một tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, một giảng viên của trường đại học luật dạy nghề về luật pháp mà không có dạy nghề về luật pháp, nhưng không có xích mích, không có liên quan gì đến các cá nhân, nhưng đối tượng này thường xuyên liên tục tham gia cùng với bà Phương Hằng chửi bới vu khống, xúc phạm đến rất nhiều người một cách vô căn cớ. Và tiến sĩ luật này lại tham gia cố vấn pháp luật ủng hộ cho bị can Nguyễn Phương Hằng một cách tích cực như vậy. Thậm chí khi Nguyễn Phương Hằng đến thăm nhà những người đang có mâu thuẫn với mình, dẫn diễn tập trung nhiều người gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương, thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này vẫn ủng hộ bị can Nguyễn Phương Hằng. Như vậy chúng ta thấy rằng riêng đối với việc mà vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng rõ ràng công khai như vậy, một tiến sĩ luật tư vấn pháp luật cho bà Phương Hằng, cho thân chủ của mình, thì thấy cái hành vi sai phạm của bà Phương Hằng thì nên khuyên răng rằng chị hai ơi, nên hạn chế, nên dừng lại, cái việc đó không đúng pháp luật rồi, việc đó chị làm sai pháp luật rồi, không nên. Đúng ra là ông phải có những lời khuyên như vậy, nhưng đằng này ông vẫn hỗ trợ tích cực, vẫn hùa theo, vẫn biện minh, bởi vì rằng ông ấy lại, ông cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một tổng xem ô, một giám đốc lắm tiền nhiều quả. Bà đã từng tuyên bố là sẽ lấy tiền để che thân, dùng tiền để bôi trơn pháp luật. Cũng chính từ cái sự tự tin của bà Phương Hằng và cái quyền lực của bà Phương Hằng mạnh đến như vậy, cho nên tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này, bất chấp dù biết rằng bà Phương Hằng đã vi phạm nghiêm trọng như vậy, nhưng ông vẫn hùa theo, vẫn cổ xí và vẫn bung xuôi cho bà Phương Hằng một cách vô tội vạ như vậy, để cho bà Phương Hằng mặc sức mà tự tung tự tác. Thấy không? Rất là rõ. Bởi vì một người bình thường cũng có thể nhận ra được các cái hành vi sai trái của bà Phương Hằng, nhưng một ông tiến sĩ luật như vậy đứng trên bục giảng để dạy luật, để phổ cập luật pháp, nhưng ông lại cổ xí, ông lại hùa theo, ông lại bất chấp, không ngăn cản, nhưng
có hành vi là cổ xí và ủng hộ rất là tích cực. Về việc chúng ta thấy sau một thời gian bị cơ quan chức năng mời lên làm việc nhiều lần nhưng ông vẫn giảng dạy bình thường. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra thì lạ lùng thay, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này vẫn không bị lãnh đạo của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Dù khi giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật, tiến sĩ luật này sử dụng với tư cách là một giảng viên của trường Đại học Luật và trả lời báo chí về trường hợp tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải là quyền hiệu trưởng của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tinh thần của lãnh đạo nhà trường là không bao giờ dung túng cho hành vi sai trái, nhưng thế nào là sai trái thì phải chờ kết luận của điều tra cơ quan có thẩm quyền để biết sai trái mức độ như thế nào và căn cứ vào kết luận đó để có hướng xử lý theo quy định. Như vậy là ông phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải này, quyền hiệu trưởng của trường Đại học Luật mà ông Quân này đang đứng trên bục giảng để thực thi nhiệm vụ của mình, thì ông vẫn cho rằng nhà trường không có trách nhiệm, dù biết rằng ông Quân là đang hỗ trợ cổ xí cho một bị can có hành vi vi phạm pháp luật như vậy. Nhưng ông Hải này vẫn bao che, vẫn thể hiện cho rằng là vẫn chưa tin là ông Quân này bị vi phạm pháp luật. Có nghĩa là ông biết bà Phương Hằng bị vi phạm pháp luật, nhưng ông Quân có thể là không vi phạm pháp luật. Hay một cái điều, một cái ông hiệu trưởng như vậy mà lại có một cái suy nghĩ rất là non cợt, trong khi ông cho rằng phải chờ kết quả của cơ quan chức năng. Có nghĩa là ông chưa tin là ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là thầy giáo của trường mình đã vi phạm, cho nên ông phải chờ vào kết luận của điều tra. Nhưng đến bây giờ, sau khi tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cũng đã bị nhắc nhở và bị mời lên làm việc, kể cả là các mặt báo nêu tên nêu hình ảnh cũng rất là nhiều, nhưng ông Trần Hoàng Hải này vẫn chưa khẳng định là ông Quân này vi phạm. Ông vẫn nói rằng là phải chờ kết luận điều tra, lúc đó mới biết là vi phạm hay không. Hey, các bạn thấy không? Rất là tráo trở, rất là bảo vệ và rất là bao che, rất là dung túng cho hành vi sai phạm của một người thầy như thế này. Về luật thì có thể lãnh đạo trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phải có một cách nhìn riêng của mình, nhưng về mặt đạo đức nhà giáo thì khi tiến sĩ Đặng Anh Quân tiếp tay với cái xấu cái ác giúp cho đương sự vi phạm pháp luật thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân còn có đủ tư cách đứng trên bục giảng nữa hay chăng? Đó là một câu hỏi mà trong hàng ngàn câu hỏi mà khán giả cộng đồng mạng cũng đã đặt ra trong suốt thời gian qua. Nhưng ông Trần Hoàng Hải này là thuộc quyền hiệu trưởng nhưng lại không nhận ra cái điều này. Rất là lạ thay. Trong khi là một người cố vấn pháp luật nhưng lại đi hỗ trợ cho một bị can đã vi phạm pháp luật. Nhưng ông vẫn chưa tin là người thầy là một giáo viên của trường mình lại vi phạm pháp luật. Một cái điều rất là ngỡ ngàng, không biết là sự liên kết như thế nào. Mà trong một cái buổi phát biểu thì ông Quân này cũng đã từng có một cái câu hăm dọa đối với ông hiệu trưởng trường này. Ông cho rằng nếu như ông Quân này mà vướng vào pháp lý thì ông sẽ bộc bạch và phanh phui hết tất cả những khuất tất của trường này ra. Đấy, có nghĩa cũng chính từ điều này mà ông quyền hiệu trưởng là ông Hải kia mới làm ngơ. Cho nên là chúng ta đã thấy cái vụ việc này được bình luận rất là nhiều trong các bài viết ở lúc trước khi bà Hằng bị khởi tố. Về câu trả lời rất rõ ràng là trong thời gian qua nhiều đơn thư tố cáo về việc vi phạm pháp luật của giảng viên là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân gửi đến lãnh đạo nhà trường được chính ông phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải là quyền hiệu trưởng của trường Đại học Luật này xác nhận về các nội dung về các đơn tố cáo của các cá nhân ấy, cho rằng ông Quân đã vi phạm chuẩn mực về tư cách đạo đức của người thầy theo luật giáo dục đại học về các hành vi giảng viên không được làm ấy, về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Dù vậy, theo tiến sĩ phó giáo sư Trần Hoàng Hải,
Này thì phòng thanh tra nhà trường đã xem xét căn cứ các quy định của pháp luật và đã trả lời những người tố cáo rằng nhà trường không có thẩm quyền xử lý. Hay trường đề nghị họ liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Ây chà, một ông hiệu trưởng của trường nhưng mà lại rất là thờ ơ. Một cái câu nói rất là thờ ơ, rất là vô cớ, phải không? Dù sao đi chăng nữa, pháp luật ở không phải chỉ ở công đường, nhưng ở nhà trường cũng phải có pháp luật, ở một gia đình cũng phải có pháp luật, ấy ở ngoài chợ cũng phải có pháp luật, ở nơi đâu, bất kỳ nơi đâu cũng phải có pháp luật. Pháp luật ở đây là ngồi cái tòa án lương tâm thì cần phải có pháp luật nghiêm khắc để giáo dục một con người. Trong khi một học sinh, một người thầy đứng trên giảng đường để dạy, mà mình là quyền phó giáo sư tiến sĩ, là người thừa kế hiệu trưởng của trường này, nhưng nói rằng là không đủ thẩm quyền, ít ra cũng phải được lời nhắc nhở hay hoặc là kỷ luật. Nếu không xử lý theo pháp luật thì phải kỷ luật hay hoặc là nhắc nhở hay là kiểm điểm. Trong khi ông này thì vi phạm rõ ràng như vậy, nhưng cái ông hiệu trưởng trường này là nói một cái câu rất là thờ ơ. Có nghĩa ông cho rằng ở nhà trường này không có luật, không có luật lệ, có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm, không cảnh cáo, không kiểm điểm, hay hoặc là ít nhất là không nói chung là không nhắc nhở. Cho nên là đối với cái trường đại học luật này như vậy thì quá dễ dãi, quá nương tay cho tội phạm như thế này rồi. Một cái câu trả lời rất là thờ ơ, nhưng trong khi ông là một người thừa kế của quyền hiệu trưởng ở trường này, lại bị ông Đặng Anh Quân là người thầy này ra một cái câu hăm dọa là nếu như mà tôi bị khởi tố thì tôi sẽ phanh phui tất cả các cái sự thật ở trường này. Hay cũng chính từ cái điều này mà ông Trần Hoàng Hải này mới phó thác, mới thờ ơ, mới làm ngơ, mới cho rằng không đủ quyền xử lý, phải nhờ vào pháp luật. Có nghĩa là ông này đang lệ thuộc và đang phụ thuộc vào, đang sợ ông tiến sĩ Đặng Anh Quân này. Ây, rõ ràng lãnh đạo trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cố tình đẩy trách nhiệm cho cơ quan điều tra, còn tại trường thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải này vẫn đánh giá tiến sĩ Đặng Anh Quân là một giảng viên có chuyên môn tốt về có chuyên môn tốt về luật đất đai môi trường, đúng. Ông thì chỉ chuyên gia tư vấn về luật đất đai, nhưng ông lại hỗ trợ giúp sức cho bà Phương Hằng tư vấn về luật hình sự. Bởi vậy chính từ điều này, dù rằng ông biết luật nhưng ông vẫn làm ngơ, hay là ông dốt luật, ông mù về luật hình sự, cho nên ông cứ nhắm mắt giả điếc để làm ngơ, dù biết rằng bà Phương Hằng đã vi phạm. Một người bình thường không học luật, một người nông dân bình thường đi, họ cũng hiểu và nhìn thấy các hành vi sai phạm của bà Phương Hằng, chứ chưa nói đến một người mà được gọi là giảng viên của trường đại học luật mà lại đổ thừa cho rằng chỉ tư vấn về luật đất đai, còn luật về hình sự thì chắc không liên quan. Cho nên là ông cứ buông thả cho bà Phương Hằng thoải mái tự tung tự tác. Đấy, về vụ việc này thì hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án liên quan đến những người, và tiếp tục những người tham gia giúp sức cho bà Phương Hằng, những người liên quan hỗ trợ cho bà Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Như vậy thì hôm nay trên tờ báo Công An này cũng đã nhắc nhở đến tên của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này. Có nghĩa là đến giờ này tại sao mà cơ quan chức năng chưa khởi tố? Không phải là chưa, nhưng mà từ từ, rồi cháu cũng phải nhờ, phải không các bạn? Có nghĩa là tiến sĩ này với cái trọng trách và vai trò ngang hàng với bà Phương Hằng và cái trách nhiệm vi phạm pháp luật cần phải xử lý ở các cái tội danh cao hơn, nặng hơn về tội đồng phạm, cho nên cần phải điều tra rất là rõ. Riêng ông này thì trong đơn tố cáo thì có 29 video ông đã xúc phạm đến nhiều người. Đây. Còn riêng đối với ba trợ lý của bà Phương Hằng thì chỉ làm theo lệnh của bà Phương Hằng, thừa hành thừa lệnh của bà Phương Hằng, cho nên đối với cái tội danh của ba trợ lý kia thì có thể là nhẹ hơn, bởi vì nghe lời theo bà Phương Hằng chỉ việc vì là nhận lương, lãnh lương, cho nên là về cái trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật là có thể là nhẹ hơn. Còn ông Quân kia là trực tiếp cùng với bà Hằng này, rồi cổ xí cho bà Hằng này,
hùa theo hỗ trợ cho bà Phạm Phương Hằng. Bên cạnh đó là có những lời miệt thị xúc phạm kêu tên từ Hoài Linh, từ Đức Hiển. À, ông thường hay kêu Đức Hiển là Đức Hiển, rồi Hành Ni, rồi rất nhiều tên, rồi Vi Oanh, rồi cho rằng là những đứa con của Vi Oanh là tạp chủng. Ê, một luật sư mà lên ngồi trước một cái diễn đàn như vậy, dùng những cái ngôn từ mà vô văn hóa như vậy để thóa mọ xúc phạm một con người như vậy, thì và nói về cái nhân cách đạo đức, một cái giá trị đạo đức của một người thầy ở đâu mà lại dùng những cái ngôn từ như vậy, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì trong cái bài viết này đánh giá về trước mắt là về cái hành vi đạo đức của một người thầy trên bục giảng, thì ông Quân này chưa đúng vị thế, nhưng không biết tại sao ông lại có một cái trọng trách cũng khá là lớn, là một vị tiến sĩ của trường đại học luật đấy chứ không phải giỡn đâu. Đấy, nhưng không biết bằng cấp này từ đâu ra mà trình độ đạo đức như thế này, đạo đức là thua một kẻ mà coi như thua một người mà coi như là thấp kém trong xã hội. Nhìn lại cái hành trình trong suốt drama mà bà Phương Hằng đã tạo ra thì chúng ta thấy rất rõ vai trò của ông Đặng Anh Quân này giúp sức rất là nhiều, rất là tích cực. Trong việc mà ông hỗ trợ pháp lý thì ông lại đưa ra những cái quan điểm hoàn toàn là trái ngược. Những cái quan điểm của ông có thể là ma mị, nhồi sọ những người Nga. Đó là một cái tệ hại, rất là tệ hại. Trong khi những cái điều ông dẫn những cái điều luật sai để củng cố, để hỗ trợ tiếp sức cho bà Phương Hằng, trong khi bà Phương Hằng lại xúc phạm đến nhiều người, bà Phương Hằng lại tạo một cái thế tự tin cho rằng bên cạnh bà còn có hai vị luật sư như vậy, thì chẳng lẽ bà lại vi phạm pháp luật ấy. Cho nên cũng chính từ cái điều này mà chính hai con người này đã đẩy bà vướng vào trong cái vòng lao lý này. Và cái hệ lụy từ hai ông luật sư này cố tình dẫn luật sai, đó là một cái nguy hại để khiến cho người nghe, những fan kia hùa theo, rồi cuối cùng khiến cho họ vi phạm pháp luật. Như vậy là ông đã đánh lừa người dân, đánh lừa niềm tin. Ông đã đi ngược với cái quan điểm của một người thầy dạy luật, đi ngược với các cái quan điểm của pháp luật. Ông đã dắt mũi dẫn dắt sai các cái điều lệ của pháp luật. Như vậy đó là một cái tai hại cho người nghe. Khi nghe ông Quân này thì những người đều là vướng vào pháp lý hết trơn. Ây, các bạn thấy không? Những người mà dướng vào bà Phương Hằng, liên quan đến bà Phương Hằng thì đều dướng vào một cái kết quả rất là không mấy tốt đẹp. Đây, luật sư Vũ cũng vậy, cũng thường xuyên hỗ trợ hùa theo. Một luật sư nhưng lại không tư vấn pháp luật cho người nghe, những người thiếu hiểu biết nghe mà nhìn nhận mà sửa đổi. Nhưng đằng này lại hùa theo, lại cổ xí, đưa ra những cái nhận định không phải là trường lớp mình học ra, những cái nhận định mang tính chất là suy diễn. Như vậy thì nhân danh là luật sư học luật để làm gì? Thấy không? Rất là rõ về các hành vi này, cũng chỉ vì một chút kim tiền, vì một chút lợi nhuận mà lại bất chấp bán rẻ cái nhân cách, cái giá trị đạo đức của mình. Và đến bây giờ thì đối với ông Vũ kia thì lại bị tước bằng. Còn chắc chắn là ông Quân này sau khi bị khởi tố thì chắc chắn là cái bằng luật sư kia cũng sẽ trở thành một mảnh giấy vụn thôi. Như vậy thì tương lai sẽ là một màn trời đen tối đối với những vị luật sư mà đi theo hỗ trợ cho bà Phương Hằng. Chắc chắn là sẽ không còn tư cách, không còn nhân danh là một vị luật sư nữa. Phải trở về với cuộc sống đời thường, là một người nông dân, có thể là chân bò hay chân vịt gì đây thì chưa biết phải không các bạn? Thật là thú vị. Hôm nay thì công an lại, báo công an lại nhắc đến, có nghĩa là muốn nhắc nhở cơ quan chức năng là hãy khẩn trương xử lý ông tiến sĩ Đặng Anh Quân này, chứ không thì để mất lòng niềm tin của người dân. Cộng đồng mạng thì đang chờ, đang theo dõi từ cái việc điều tra của cơ quan chức năng đối với những người liên quan trong vụ án bà Phương Hằng này về tội đồng phạm. Đến giờ này thì chỉ mới xử lý
3 trợ lý thôi. Chúng ta thấy những bài đăng trước thì cơ quan chức năng cũng đã nhắc đến khi nào có đầy đủ kết quả điều tra về tội đồng phạm thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra khởi tố, và họ điều tra rất là lâu trong suốt 8 tháng qua, vừa điều tra bà Phương Hằng vừa mở rộng điều tra về các đồng phạm này. Ngày nào khi có thông tin kết quả thì cơ quan chức năng lại luôn nhắc tên những nhân vật này trên các mặt báo, và hôm nay thì trong 2-3 ngày vừa qua thì cơ quan chức năng lại chính thức khởi tố 3 trợ lý của bà Phương Hằng. Và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thì vẫn còn tiếp tục nhắc tên, và các YouTuber, các khách mời khác vẫn còn đang nhắc tên chứ chưa bị khởi tố. Và từ từ em nào cũng sẽ được lần lượt sẽ có tên trong danh sách, rồi thì chắc chắn là sẽ được nhận lệnh và nhận quyết định thôi. Không sớm thì muộn phải không các bạn? Cơ quan chức năng họ làm việc rất là nghiêm túc và rất là trình tự. Thưa quý vị, đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng thời gian gia hạn tạm giam của bà Phương Hằng trong cái 1 tháng 27 ngày có khi là hết rồi đấy các bạn. Cho nên là cơ quan chức năng vừa qua lại tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 2 tháng nữa, và vụ án bà Phương Hằng có thể là khởi tố sau Tết Nguyên Đán này. Có thể là như vậy. Trước đây thì chúng ta cũng nhận định và nhiều chuyên gia luật sư cũng nhận định là vụ án bà Phương Hằng sẽ khởi tố, đưa ra xét xử trước Tết. Nhưng đến bây giờ thì cơ quan chức năng còn thấy nhiều khúc mắc, nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, cho nên Viện Kiểm sát yêu cầu trả hồ sơ và tiếp tục gia hạn thêm 2 tháng nữa. Như vậy đến bây giờ thì thời gian tổng gia hạn, tổng thời gian tạm giam bà Phương Hằng là lên đến 10 tháng rồi. Như vậy thì một bị can vi phạm ở điều 331 nhưng quá nhiều tội danh, quá nhiều các cái hành vi vi phạm một cách có tổ chức, có hệ thống, rất là bài bản, chuẩn bị sẵn kịch bản, nội dung, có một cái ekip rất là hùng hậu, hỗ trợ vừa pháp lý, vừa kỹ thuật, vừa máy quay, vừa quản lý, vừa thư ký, vừa thông tin, vừa truyền thông, nói chung là đầy đủ các cái ban bệ hết. Cho nên đến bây giờ về những người là đồng phạm đối với bà Phương Hằng thì xứng đáng nhận một mức án mà chính bà Phương Hằng này đã gây ra. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng bà Phương Hằng thường xuyên tuyên bố cho rằng bà là một người thông minh, trí tuệ, tài sắc vẹn toàn. Nhưng với cái sự gian manh tráo trở của bà học trên trường đời thì nhiều, nhưng mà học trường lớp thì không bao nhiêu. Học nghe nói là lớp 3 mà khai ra lớp 7, lớp 9 gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì trên các livestream thì bà nói trình độ bà thì coi như là có thể là đối chất với rất nhiều người mà có học vị cao cấp. Nhưng thực ra những cái triết lý, những cái phát ngôn của bà thì mang tính chất là suy diễn. Bởi vậy chính từ điều này bà coi thường pháp luật, bà vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên công khai như vậy. Đến bây giờ cái giá mà bà phải trả cho những hành vi này là rất là xứng đáng. Thưa quý vị, mình quay lại mình chào các bạn tí. Xin chào Phú Trần. Xin chào Thủy Trương. Tôi là người dân Việt Nam. Xin yêu cầu nhà nước pháp luật Việt Nam bắt luật sư Đào Minh Quân để nhà nước dạy luật lại, để đừng để coi thường pháp luật. Trước mắt thì trước sau gì cũng phải khởi tố ông Quân này thôi các bạn. Hôm nay thì trên báo Công an Nhân dân cũng đã nhắc nhở như vậy, thì chúng ta biết rồi, có thể là không phải là cơ quan chức năng họ họ không khởi tố, nhưng mà họ chưa khởi tố, bởi vì riêng đối với ông Quân này là một cái vai trò có thể chúng ta thấy rằng là ngang với bà Phương Hằng. Cho nên cái trách nhiệm rất là lớn đấy. Nên họ điều tra cho thật là kỹ lưỡng rồi mới đưa ra khởi tố sau. Xin chào Loan Phạm. Xin chào Xuân Trần. Xin chào Loan Phạm. Xin chào Nguyễn Minh Tiến. Chúc em sớm khám phá Sài Gòn buổi tối vui vẻ an lành. Cảm ơn Nguyễn Minh Tiến rất nhiều. Xin chào Thu Hương. Wow, quá vui. Báo đã gọi tên Quân, đội bô sẽ phải trả giá.
Riêng về ông Quân này thì báo chí mà mỗi khi có thông tin về kết quả của bà Hằng thì lúc nào cũng có tên tuổi của ông được sướng trên, vừa tên vừa hình. Lúc nào cũng có tên của ông hết, cho nên là những tên, những người mà được báo chí sướng tên là đều bị khởi tố hết trơn rồi đó. Trước mắt là ba trợ lý rồi, lần lượt thì sẽ tới YouTube khách mời và hai tiến sĩ. Vừa qua thì báo cũng đã nêu rồi, cơ quan chức năng là vẫn còn đang điều tra thêm, rồi sẽ xử lý tiếp những người giúp sức cho bà Phương Hằng. Xin chào Lạp Nguyễn, chắc bằng mua quá không hiểu luật pháp gì cả. Đúng là không biết ông Quân này, không biết cái bằng ổng như thế nào mà với mức cái trình độ mà một luật sư như vậy mà làm sao mà đứng trên giảng đường để dạy cho học trò của mình. Trong khi là nghe nói rằng là học sinh, sinh viên của ông cũng đã từng tố cáo và từng nhắc nhở ông rồi. Nhưng một vị luật sư như thế này thì khó mà chấp nhận. Luật sư mà quay sang lại cắn với lại cái ông hiệu trưởng của trường mình, cho rằng nếu như mà ông bị cơ quan điều tra thì ông sẽ phanh phui những cái khuất tất trong nhà trường này ra. Như vậy thì trong cái ngôi trường đại học luật này cũng là tai tiếng hơn là danh tiếng rồi. Ngôi trường này nghe nói rằng là một ngôi trường danh tiếng ở phía Nam này. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là ngôi trường đào tạo ra rất nhiều người tài trí đức, giúp ích cho xã hội, nhưng ở đâu lại lọt vào những con người mà bất chấp như thế này, những con người mà tệ hại như thế này. Một ngôi trường danh tiếng chứ đâu phải từ xưa đến bây giờ, nhưng hôm nay sau khi mà xảy ra cái vụ việc này thì ngôi trường này lại bị cộng đồng mạng nhìn vào. Về trước mắt là cái ông quyền hiệu trưởng này trả lời một cái câu rất là hời hợt, cho rằng là ông không nhận thấy cái sai phạm của ông Quân này. Ê, rất là tệ hại. Xin chào Phú Trần, xin chào Lập Nguyễn, xin chào Hạnh Huỳnh. Luật sư hiểu luật mà phạm luật thì nên xử lý nghiêm. Đúng rồi, một luật sư mà đi lên tư vấn ngược với lại các cái quy định của pháp luật thì đó là một cái điều rất là tệ hại. Luật sư mà lên suối bậy, lên không gian mạng suối bậy giống như ông luật sư Vũ kia, luật sư mà chia sẻ rồi tư vấn rồi cuối cùng lên xóa lần 2-3 ngàn cái video, rồi cuối cùng vừa qua cũng lại bị tước bàn. Trong khi bị tước bàn thì lên cho rằng đó là đạo đức nghề nghiệp thì không quan trọng, và cho rằng đó là tước bằng luật sư không tước, bị tước bằng là chuyện bình thường, không có bằng cũng vẫn tư vấn luật được. Thấy không, rất là cùng, rất là ngông, phải không các bạn? Một luật sư mà lên trả lời, lên phát biểu trước cộng đồng mạng cho hàng triệu triệu người nghe như vậy quá là nhục nhã. Chẳng thà coi như là không nói thì còn hay hơn. Luật sư mà lên nói như vậy, nói mà để cho họ chửi không, nói những cái câu mà như vậy mà cũng nói ra được, hay thiệt chứ. Cho rằng là đạo đức nghề nghiệp mà không quan trọng, luật sư bị tiếc bằng là chuyện bình thường. Rất là khôi hài, phải không các bạn? Xin chào Nguyễn Thị Thu Hương, xin chào Phú Trần. Rồi mình xin gửi lời tổng chào 100 gần 20 người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ cũng đã là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Đây là thông tin ngắn và cũng là thông tin thú vị mới nhất và diễn biến mới trong nội dung về liên quan đến vụ án bà Phương Hằng. Mình cập nhật thêm để quý vị và các bạn hiểu thêm. Đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành nhiều thời gian theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và bình an trong cuộc sống. Mình xin xuống like và xin chào thân ái ạ.